sướng thế mồ bên này coi cơm bơm nước đó quát mắt một cái là con dâu nó run rồi bảy bảy nó lo cho quá mà ăn bổng mệt đâu đi đâu yêu buồn có mình có đủ thủ vậy có mùa thường có nằm con cũng biết chẳng ai bảo sao đấy già già thì đưa bên đây chơi con cháu rồi em bảo ở đây chơi tết tết luôn đi lát nước tại chỗ kia nó cứ đút tiền vào cho mà xài rồi mà nếu mà em để tuổi thật là em cũng nghĩ là về đây tha hồ về sông Đồng Nai này bà con lớn dễ sợ luôn á. Lớn gấp đôi cái ở cái sông Đồng Nai ở xa lộ Biên Hòa đó bà con. Lớn quá chừng nè. Cô bé chị nên mấy chị hỏi là chị đi á nên giờ bây giờ đây chị đi á chị hỏi nó ra chỗ ngân hàng hỏi nó bảo bây giờ mày về mày ăn được 6 tháng quá 6 tháng nó bỏ cho mày đấy, mà về có 2 tháng rưỡi thôi. Mà em bảo bên anh bây giờ ở đấy là đến rồi được rồi. Cô đơn lắm buồn lắm vậy thôi. Em mà em có đi về đây thì đi về về rồi. Anh Quỳnh anh bảo còn miếng đất bên trong đấy, về có tiền xây ở bên đấy ở rồi làm bạn với anh Quỳnh. Sang nhà cầu ấy sang nhà cầu động á, anh Quỳnh anh hứa bảo chị Quỳnh chị bảo đo đấy. Có cửa đâu? Có anh Quỳnh. Thằng ngon sắp sửa nó đưa tiền nó xây lên. Không không có cái đó không có cửa bảo quả cái đấy. Anh Quỳnh với lại chị Quỳnh cho hay không mới được. Thằng ngon nó bước sang nhà em nó bảo là mai mốt nó làm bên Mỹ đưa tiền nó xây nhà. Xây nhà bên này nhà của nó. Đất ở bên nhà cậu Quỳnh ấy, đất nào hồi xưa cậu nói chuyện cậu bảo về già đây cậu muốn về cậu xây. Xây cái đó rồi về anh Quỳnh có bạn cho đỡ cô đơn. Bên cạnh cái chỗ treo hồi xưa đó. Luôn á, có hỏi mẹ là không, anh cứ ở đây nha. Tôi không có cho anh cứ ở đây là được rồi. Không cần một con đâu, không, anh cứ ở đây. Anh cứ ở đấy đi. Mẹ nó khô đi quỷ. Ừ, mẹ nó như vậy là chắc không cho rồi. Con nhà ai không có, cái gì con không có. Không, có xin ở trên lầu, anh Quỳnh bỏ trống không à? Bây giờ của ông Quỳnh thì còn xin thì đứa còn đang ấy nó mà tôi nói anh tới đùa chứ anh làm cái gì không? Nhưng mà mẹ ông khô đó mẹ không cho là không cho. Xin để về thỉnh thoảng mà chán nó về hưu này kia rồi làm bạn với anh Quỳnh cho đỡ cô đơn, anh Quỳnh đỡ cô đơn. Về cái sáng cái trần thì còn gì xây thêm trên lầu bà có ai ở đâu mà? Bác nói đùa thì bác xây gì mẹ tiệm chó rồi xây mới nổ. Ngại thả bom mà. Nổ cho nó. Nó xung lên chút chứ mẹ tiền mẹ rồi xe anh. Thà mình cứ nói về thì không có tiền nhỉ, đừng có nổ mà tôi nhiều tiền Mỹ. Tiền Mỹ mà, tiền Mỹ mà. Tiền nào cũng mất giá có mỗi tiền Mỹ là có giá. Chứ gì đó nhà đã cứ hay không tiền rồi. Chứ gì đó hay không tiền. Đấy, để cháu nó lên tiếng để bác nè. Chưa ai nói cái gì nè, tiền bạc không đấy. Anh gì vậy? Chưa xin thì nó bảo nó không có tiền. À, khi đi vợ đã dặn rồi ha. Chắc là không hẳn thế thì chúng thương ơi không sao đâu nhá. Về cho xin là khai hết rồi đấy. Bên đấy để không đó. Cứ mà nếu mà nói gì cho nó chị bày chắc cái đi luôn. Bày rồi. Giờ thành quá phải ăn thấy mình nó khét rồi. Rồi nó vui, có đề tài thì nó vui. Có nhận con nuôi không kìa, con thương nhân đỡ đầu không kìa. Tươi bảo về này, về đợt này dặn ăn cột khí là father daddy. Ờ, nó bảo về này. Có. Cuối tuần này nó bảo về này rồi trời này cháu không đi chơi đâu, cháu ở nhà chơi với daddy và daddy nào ăn cột khí đó, cháu đợt này cháu về chứng nhận ăn cột khí là daddy. Ôi trời ơi, hôm bữa làm cho bác Quỳnh với này bác Quỳnh Toán. Quỳnh với anh Toán xin thưa xỉ. 12 chai Hà Nam mà không có đỏ đúng gì hết. Đấy, chúa tôi bảo nó bảo sao hôm nay cháu uống 12 năm bia rồi. Cậu ạ. À, tình bơ sà bông mà hai ông này cứ có mai nó uống vậy đâu mà này. Không, nó uống kì lắm. Nó uống mà tới 12 mà nó không xỉn rồi sao mà. Thì phụ nữ họ ta uống. Mà mặt mũi không có đỏ một tí đâu cậu ạ. Kiếp sung thật. Ai chứ mà kia này nó về đâu về thế? Nó 2 tuần đấy. Tại vì nó về nó mở cửa rồi mà thằng mấy đứa nào mày muốn chơi bắt đầu chơi bắt đầu thôi về 2 tuần thôi về còn phải mở cửa để trả tiền shop tiền này tiền kia. Nó đi vậy là tốt rồi em ơi. Nó thấy đó để đi tốt. Đi 2 ngày này nó đi 1 ngày 2 ngày cũng là tốt rồi. Tốt lắm mấy chứ chứ nào. Thằng mấy đứa nó còn chụp con này đi hôm bữa đi 2 ngày nó bảo mày này mày muốn đi gặp bè mày thì mày muốn đi đi. Nhưng mà cái công việc của nó đâu nó có cái nó bỏ luôn rồi. Nó về nhà kia thì nó bỏ thành sao hết đâu. Đóng cửa về là mất bao nhiêu tiền. Trời ơi, quá nó có sân bay à?
Ok, rồi bây giờ bắt đầu mình ngưng máy, mình đang thời tải lên cho bà con á. Coi như bà con đang gặp gỡ nhau nói chuyện vui quá chừng nè. Ok, rồi bye nha.